Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh tét nha. Bánh tét với các màu sắc tự nhiên nè, nhân thịt và trứng muối. Cái cách gói cắt tóc nhanh gọn lẹ mà vẫn giữ được cái độ ngon y như là bánh truyền thống luôn. Không có tốn nhiều thời gian, nếp thì dẻo ngon, mình ăn được 3 ngày vẫn ngon ha. Bây giờ thì mình cùng thực hiện nè. Ở đây thì đầu tiên mình chuẩn bị là 300g đậu xanh. Các bạn vo rửa cho sạch, xong rồi cái mình ngâm nước ít nhất là khoảng 3-4 tiếng vậy đó, cho nó mềm, xả cho sạch. Rồi bây giờ cho hết vô trong nồi, mình bắt đầu nấu đậu. Với 300g đậu thì mình dùng 900ml nước. Bắt lên bếp, mình sẽ nấu cho nó sôi bùng lên. Đậu bắt đầu sôi. Bây giờ có bọt rồi đó, mình sẽ hớt cái phần bọt này. Rồi cái để lửa thiệt là nhỏ nha, cho đậu nó cạn nước, nó rút lại. Bên đây thì mình có 1 kg nếp và mình chia 3 phần. Một phần là màu trắng nè, vo rửa cho sạch. Mình ngâm qua một đêm luôn ha. Bên đây là lá dứa. Còn bên đây là màu lá cẩm. Nhưng mà cái lá cẩm này hôm qua mình trộn nó hơi bị nhạt nè. Đậu xanh hạt 50g cũng ngâm nước qua một đêm cho nó nở mềm. Còn không thích thì các bạn bỏ qua. Mình có tiếp là phần thịt. Ở đây thì mình dùng vừa có nạc vừa có mỡ luôn ha. Xắt ra khúc cho nó dài dài, vừa với cái đầu bánh tét. Rồi các bạn sẽ ướp vào trong này muỗng cà phê hạt nêm. Mình có tiếp là tiêu xay nè, cho thêm chút đường nữa. Ở trong đó thì có sẵn tỏi rồi. Mình sẽ ướp cho nó thấm gia vị nha. Có tiêu cho nó thơm ha. Tỏi băm. Ướp xong rồi mình để yên vậy cho nó thấm. Quay trở lại nồi đậu thì mình nấu nãy giờ nó cũng cạn nước rồi nè. Các bạn nhớ nấu lửa nhỏ, nó không có bị khét ha. Lấy đậu ra thì mình cho muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường, chút xíu tiêu xay, rồi trộn đều lên. Phần nhân thì mình cho đường, còn phần nếp thì mình không có cho đường. Còn nếu các bạn không thích có đường thì mình bỏ qua, nhưng mà có đường thì nó đậm đà hơn. Xào nếp. Một phần là mình cho 150ml nước cốt dừa nha. Thêm muỗng cà phê muối. Rồi đảo cho nước cốt này nó sôi lên. 1 kg nếp thì các bạn dùng khoảng 400 cho đến 450ml nước cốt dừa là nó dừa luôn á. Cho nếp đã ráo nước vô, mình xào. Xào với lửa nhỏ vừa thôi để cho nếp nó rút nước cốt dừa từ từ á. Mình xào vậy thì cái bước nấu nó nhanh, nó rút ngắn. Bây giờ bắt đầu mình thấy nó sẽ hơi khô sệt rồi nè, nước cốt nó rút vô rồi đó. Đậu xanh thì mình hấp 15 phút cho nó chín mềm ra, hoặc là các bạn luộc khoảng 5 phút cũng được nữa. Cho nó chín vậy nè, đậu xanh hay là đậu đỏ tùy thích. Mình sẽ cho vào trong cái nếp trắng. Rồi trộn đều lên. Tại vì nếp màu trắng nên mình thích cho thêm chút xíu đậu. Nhìn cho nó bắt mắt mà khi ăn nó cũng bùi bùi ngon nữa. Đảo đều cho nó khô là mình tắt bếp. Nước cốt dừa 150ml với phần nếp màu xanh. Cũng muỗng cà phê muối. Rồi mình cho nếp vô. Cái nếp lá dứa màu xanh này thì khi mà ngâm nước lá dứa, các bạn cho vào vài giọt màu thực phẩm ha, để giữ được cái màu đẹp. Còn không thích thì mình bỏ qua. Và mình cũng xào tương tự cái phần nếp lá cẩm giống vậy luôn. Để gói bánh thì mình chuẩn bị một miếng lá ở bên trong, hơn một gang tay chút xíu. Hai cái miếng lá áo ở bên ngoài thì nó sẽ bằng nhau. Và mỗi một miếng vậy là 1.5 gang tay ha. Lau chùi hai mặt lá cho sạch. Phơi nắng hoặc là mình trộn sơ qua nước nóng để cho lá nó dẻo hơn. Rồi sắp lá lên. Phần nếp thì mình có 3 màu, mình sẽ chia ra làm 3. Các bạn tán cho nó dọc xuống vậy nè. Rồi tới màu xanh. Mình cũng làm cho nó dài dài ra hay cho nó đều quá. Hoặc là các bạn thích có thêm màu gấc nữa thì mình trộn thêm màu gấc rồi xào nếp. Đậu xanh thì mình không có cần phải vo trước. Rồi mình cứ tán ra cho nó mỏng mỏng, cho nó dài theo cái nếp vậy nè, rồi để lên. Rồi cái sắp miếng thịt lên. Sắp cho nó vào giữa đó. Chút nữa các bạn lắp cái đậu xanh lên nữa là tự động cái miếng thịt của mình nó sẽ nằm ở giữa à. Đây là trứng muối. Mình rửa sơ với rượu trắng, xong rồi cái hấp 5 phút cho nó chín. Mình sẽ sắp lên.
Trứng muối này á, thì các bạn thích á, thì mình cho, còn không thích thì bỏ qua. Và mình cứ sắp dài vậy nè, để cái bánh ra nó sẽ đều. Cuối cùng là một lớp nhân phủ đều thịt và trứng lại nha. Như vậy á, thì khi mà mình chẻ bánh ra á, cái phần nhân của mình nó nằm ở giữa, làm cho gọn gàng. Rồi mình sẽ túm cái hai cái mép lá lại nè, cho nó áp sát vào. Nếp mà xào trước á, thì các bạn làm nó dễ lắm. Xong rồi cái mình gõ gõ xuống một cái rồi ép cái miếng lá vô. Buộc cái cọng thun cố định ở phần bụng trước ha. Mình thấy làm á, cái bánh á, mà nếu mà làm theo kiểu truyền thống thì các bạn nấu phải ít nhất 10 tới 12 tiếng lận thì bánh nó mới ngon. Còn làm cái kiểu mà mình xào nếp vậy nè, mình nấu nó nhanh lắm. Túm bốn cái góc cho đè sát vô, ép cho nó chặt tay. Cái lá ở trên nè, mình lắp nó lại, đò bịch cái đầu lại ha, cho nó kín, để khi nấu á, bánh nó không có bị nong nước vào. Cũng dùng cọng thun mình bột trước nha. Cái đầu bên đây cũng vậy luôn ha, cũng túm phải sát tay. Làm vậy á, thì mình nấu á, nó kín nè, bánh không nong nước thì các bạn để mới được lâu, còn nong nước nó bị nhão và mình dễ bị hôi bánh lắm. Cọng dây thì mình dùng khoảng 2,5 m. Đòn bánh này cũng vừa thôi, không có lớn quá. Tại vì mình chia ra tới 5 phần lận, 1 kg nếp mình sẽ gói 5 đòn bánh. Mình chéo cái đầu trước xong rồi cái mình buộc cố định nó lại, siết tay vô nha. Cho cái bánh nó dẻ và nó chặt. Cắt hai cái cọng thun này bỏ đi rồi cái mình sẽ buộc xung quanh. Còn nếu mà các bạn dùng dây lạt á, thì mỗi một cái nụt dây vậy nè là một cọng dây lạt. Mình làm dây ni lông thì mình dùng một cọng thôi à, và cuộn hết cái phần bánh luôn. Mỗi một cái dòng dây các bạn nhớ siết tay nha, để bánh ra nó mới dẻ ngon á. Buộc tương tự xong thì tới cái mối cuối cùng các bạn chốt nó lại rồi cái mình buộc thắt gút luôn. Ra 5 cái đòn bánh tét nè, đều đặn, nhìn rất là ngon ha. Bây giờ đi nấu nè. Cái nồi nước phải sôi lên, các bạn hả thả bánh vô, mình lót ở bên dưới thêm vài cái lá chuối mà dụng dụng á, để cái bánh nó nằm ở dưới đáy nồi nó không có bị cháy. Thả bánh vô thì mình nhớ để nước hơi nhiều trừ hao nha. Đè nó xuống cho nó đừng có bị nổi nè. Rồi các bạn sẽ đậy nắp lại và mình nấu 1,5 tiếng với lửa lớn. Tính từ lúc nước sôi nha. Sau 1,5 tiếng á, thì mình tắt bếp ha. Tắt bếp xong thì các bạn phải chờ thêm 4 tiếng nữa để cho nó giữ ấm á. Cái nước ở trong nồi được giữ ấm thì giúp cho bánh của mình nó chín thêm và cái hạt nếp á, nó sẽ nở nhiều ra. Bánh sẽ ngon hơn, còn mới đúng thời gian mà các bạn gấp ra liền á, là hạt nếp nó chưa được nhừ, nó không được ngon nha. Vớt lên xong rồi cái mình xả lại với nước cho nó sạch cái nước luộc. Rồi các bạn để cho nó ráo nước và mình phải chờ thêm vài tiếng nữa cho nó nguội nha. Đây là cái phần bánh mà mình để được khoảng 3 tiếng nữa nè. Bây giờ nó nguội, nó ngon rồi. Đòn bánh tét, nhân thịt trứng. 1 kg nếp thì mình ra 5 đòn bánh, vừa có nhân và vừa có nếp đều nhau luôn. Bây giờ lột bánh ra. Ngon quá các bạn ơi, nó thơm cái mùi thịt á. Chẻ bánh ra ha. Đây, nhìn ngon quá nè. Bên trong có 3 màu. Màu lá cẩm á, thì mình à, hồi hôm qua á, mình làm nó hơi nhạt chút cho nên là nó ra không được đỏ lắm. Còn các bạn ngâm á, cái lá cẩm mình nấu nó hơi tươi á, và nó nhiều hơn thì nó sẽ ra cái màu hồng đẹp hơn á. Rồi vậy là mình đã có ngay cái món bánh tét vừa ngon vừa dễ mà nhanh gọn lẹ cho cả nhà cùng thưởng thức trong dịp Tết này rồi, không cần phải mua ha, tự tay mình gói nè, vừa ngon miệng mà mình ăn nó cũng bắt mắt hấp dẫn nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thưởng thức nha. Nếp rất là dẻo luôn á, dẻo mềm, có độ béo của nước cốt dừa nè, vị ngọt vị mặn cũng đậm đà. Mình làm cái bánh này thì phần nhân nó cũng hơi lớn nha. Nhìn ngon quá. Rồi cái bánh này thì các bạn cứ để yên vậy nha. Và mình ăn được trong 3 ngày á. Nếu mà lâu hơn thì cứ để vào trong ngăn đông. Khi ăn mình đem ra mình hấp lại là được.
Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.